trình ngày hôm nay sẽ mang lại cho chúng ta một sự đồng cảm và âm nhạc sẽ mang lại cho tất cả các vị những giây phút thư giãn thật là thoải mái. Và để đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời hai vị khách mời đã rất thành công trong những tình khúc như vậy. Đó là ca sĩ Ánh Tuyết. Lười biếng cho nên để dồn một lúc làm luôn lần. Và một lần một ba vâng. Xin ơn ca sĩ Anh Tuyết rất nhiều. Vâng, cảm ơn Minh Vượng. Và bây giờ thì đến phần giới thiệu của anh Thanh Long Bát. Thân Thanh Bát mến, thì Minh Vượng đã nghe anh trình bày những bài hát một thời gian đã khá lâu rồi. Và hôm nay thì rất vui và rất hân hạnh khi nghe anh trình bày lại. Và nhưng đây anh có thể nói lời như thế nào đó với khán giả mà xin mời anh. Thanh Long thương chào tất cả các vị khách. Xin cảm ơn. Có lẽ là đã khác anh Thanh Long Bát nhìn thì rất là ngầu đúng không quý vị, nhưng mà lời nói có thể rất là khiêm tốn và rất là rụt rè. Anh có phải là đó là bản tánh của anh không ạ? Đó là bản chất của anh. Bản chất thì rất là rụt rè. Và anh Thanh Long Bát này, anh có thể giới thiệu sơ về cái tên của mình nào, bởi vì có rất nhiều khán giả sẽ rất là khó là tại sao tên anh có thêm cái chữ Bát đằng sau ạ. Có lẽ là anh Thanh Bát nha. Thanh Long là làm nghề này cũng lâu rồi. Anh Tuyết kêu. Anh Tuyết nói hết anh được không? Dạ. Theo anh Tuyết biết, tại vì Tuyết biết anh Thanh Long đã rất là lâu rồi. Hồi đó thì là anh Tuyết biết anh Thanh Long bởi vì là anh đánh guitar bass. Và một tay guitar bass rất là giỏi của đoàn ca nhạc Dạng Tháng 8 thời đó. Và sau này thì anh Tuyết bất ngờ là thấy anh hát cái giọng cũng bass luôn. Thế là người ta gọi là Thanh Long bass bởi có hai nguyên nhân như vậy. Đó phải là sự thật của anh Bass. Đó nghe anh Tuyết nói hết. Vâng, một lần nữa xin chào đón ca sĩ Anh Tuyết và anh Thanh Long Bass. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với hai